Thưa quý vị, trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch năm 2022, vào sáng nay ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội thảo phát triển bền vững du lịch Long An giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Nguyễn Đạo Dũng, cùng cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia về du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được cho biết, Long An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với nhiều di tích lịch sử văn hóa cùng nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên đa dạng. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, trên thực tế, du lịch của tỉnh vẫn còn hạn chế trong đầu tư cơ sở vật chất và công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Nguồn nhân lực cho cái phục vụ cho cái du lịch này cũng còn rất là khiêm tốn. Thứ nhất là thiếu và yếu. Đây là những cái điểm rất là yếu của Long An. Đấy, thì cho nên thì cái ngành du lịch của Long An thì chỉ mới gọi là mới chớm nở thôi. Chỉ còn để đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như cái mong muốn của chúng ta, như cái tiềm năng đấy, thì chưa có đạt yêu cầu được. Tôi cũng rất mong muốn rằng qua cái hội thảo này thì các chuyên gia, các nhà lãnh đạo quản lý từ trung ương đến địa phương và các tỉnh thành bạn sẽ hiến kế chỉ cho Long An những cái mách nước, những cái giải pháp. Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thì ngành du lịch Long An cũng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 20% một năm. Tính đến tháng 8 năm 2022, ngành du lịch tỉnh nhà đã đón khoảng 300.000 lượt khách với doanh thu 150 tỷ đồng. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe nhiều ý kiến tham luận, thảo luận đóng góp, cũng như đề xuất giải pháp từ các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch. Nhiều ý kiến tham luận sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, từ việc đánh giá thực trạng du lịch đến nghiên cứu định hướng các chỉ tiêu, giải pháp tăng trưởng ngành du lịch, tiềm năng định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, các giải pháp liên kết trong phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh, cũng như một số giải pháp cấp thiết khác để du lịch Long An cất cánh. Cái chuyển đổi số hiện nay nó là một cái yêu cầu cấp thiết và cũng là một cái xu thế tất yếu đối với việc phát triển kinh tế xã hội nói chung, trong đó có ngành du lịch. Thì Long An hiện nay có rất nhiều việc phải làm. Điều đầu tiên là cần phải xây dựng một cái cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành du lịch. Đây là một cái kho dữ liệu tích hợp mà cho phép chúng ta có thể khai thác cái thông tin trên đó để mà tìm hiểu thị trường, để mà nắm bắt cái xu hướng, những cái thói quen tiêu dùng của cả khách du lịch. Cái thứ hai là xây dựng cái nền tảng hệ thống du lịch thực tế ảo tại các điểm, các khu du lịch trọng yếu của địa bàn tỉnh Long An, mà trước hết là các điểm gắn với các di tích lịch sử quan trọng của tỉnh. Trường Khoa học Xã hội Nhân văn sẽ cùng đồng hành với tỉnh nhà ở hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là trong cái nghiên cứu để làm cơ sở cho cái việc là xây dựng và phát triển du lịch của tỉnh nhà. Cái thứ hai đó là thông qua các đề án thực tiễn để triển khai đưa vào ứng dụng, hướng tới những cái giải pháp thực tiễn để mà phát triển cái du lịch của tỉnh nhà. Và cái thứ ba đó là cái đào tạo về nguồn nhân lực. Tại vì tỉnh Long An hiện nay là có thể nói là hội tụ rất là nhiều những cái điều kiện rồi. Thì bây giờ chỉ cần có một cái chính sách tạo ra một cái sự cất cánh. Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất tâm huyết của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch. Ông nhấn mạnh, đây thực sự là những kiến thức quý báu, là cơ sở để các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, khắc phục khó khăn, tập trung đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Long An. Thông qua hội thảo lần này, tin rằng tiềm năng du lịch của tỉnh sẽ được khai thác đúng với giá trị, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển bền vững du lịch Long An giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với bản sắc địa phương của Long An, trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc.